các cháu thì mến thì coi như là ung thư, ung thư vú. Chán thì chỉ coi như được là đến năm ngủ thì gương mặt đỏ. Dạ, em tên là Phạm Thị Vĩnh, năm nay em học lớp 10. Em ở cùng với bà nội và bà đưa em. Thường ngày ở nhà thì bà sẽ đi ra đồng làm việc ở ngoài đồng, tiếp xúc với cái thuốc cỏ nên là chân bị sưng lên, ngày chân sẽ cỏ lại. Ngày nào cũng lấy thuốc nhưng mà vẫn không đỡ. Chính là đầu có cũng bận lắm. Vì là có như gì ra đồng là về là nhọc rồi. Giờ con ngồi con suy nghĩ về bộ mẹ, con ở nhà khóc nói bộ mẹ về con tìm khó khăn thật mà cứ chạy từ dậy từ trên đi kiếm được gạo nuôi cháu giống cỏ tím. Một cháu thì là bị cụ đi này hạch là nổi nhiều, thế cháu thứ ba thứ tư thì là mổ u máu đấy, mọi thứ chỉ ba lo hết. Hiện tại thì ba 67 tuổi, em rất sợ vì nếu ba mất đi em sẽ không có. Tức là càng nước càng lâu sôi. Thấy thương quá quý vị ơi, có một trăm con ốc bây giờ mình bu vô mình tháo. Đó đó đây nè. Trời ơi, thấy thương quá trời ông. Lẹ lên! Quý vị ơi, Khương Ngọc đã xuống nước luôn. Bây giờ là Khương Ngọc nó phóng xuống nước luôn rồi quý vị. Không tới. Bây giờ một thì Khương Ngọc tay cho đã... Khương Ngọc.